Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngân hàng Nhà nước đã gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giải pháp quản lý thị trường vàng. Theo báo Người Lao Động, cụ thể liên quan đến giải pháp bình ổn thị trường vàng theo yêu cầu của Thủ tướng, dự đoán Ngân hàng Nhà nước sẽ có tờ trình đề xuất và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối, phối hợp với các bộ ngành chức năng có liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp theo quy định tại Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý thị trường vàng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp với Bộ Công an thực hiện thanh tra, kiểm tra, đánh giá thị trường vàng, đặc biệt là thị trường vàng miếng, thống nhất với Bộ Công an các giải pháp quản lý thị trường vàng trong quý 1 năm 2024 và sớm hoàn thiện báo cáo đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 24 để trình Chính phủ trong thời gian tới. Đến 14 giờ ngày 1 tháng 3, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 77,9 triệu đồng trên một lượng, bán ra 79,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng tăng tiếp lên 64,4 triệu đồng trên một lượng mua vào, 65,6 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng trên một lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 3,8 triệu đồng trên một lượng, dương 4,7%, và giá vàng nhẫn tăng 2,7 triệu đồng trên một lượng, dương 4,1%. Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao. Hiện giá vàng thế giới đang ở mức 2.046 đô la Mỹ trên một ao, tương đương 61,3 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn vàng nhẫn trên 4 triệu đồng trên một lượng và thấp hơn vàng SJC trên 18 triệu đồng trên một lượng. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời hãng tin CNBC, ông Philip Trable, chuyên gia phân tích Blue Line Future cho biết, dù giá vàng đang chịu nhiều sức ép nhưng vẫn có sự tăng trưởng tốt nhờ vào lực mua của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Vàng đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn của lãi suất và đồng đô la Mỹ, cũng như nhu cầu vàng của các ngân hàng. Phiên giao dịch ngày 28 tháng 2, giá vàng thế giới giảm nhẹ về mức 2.030 đô la Mỹ một ounce, tương đương 60,8 triệu đồng một lượng. Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu nhiều sức ép trước dự báo lạm phát của Mỹ tăng trở lại. Thị trường vàng cũng dễ gặp rủi ro khi nhiều thành viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ có những phát biểu quan trọng về lãi suất trong tuần này. Bên cạnh đó, theo giới phân tích, giá vàng đang chịu nhiều sức ép trước dự báo lạm phát của Mỹ tăng trở lại. Thị trường vàng cũng dễ gặp rủi ro trong khi nhiều thành viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ có những phát biểu quan trọng về lãi suất trong tuần này. Bên cạnh đó, báo cáo về thị trường hàng hóa mới nhất của Goldman Sachs dự báo kim loại quý sẽ tăng khoảng 6% trong 12 tháng tới, lên 2.175 đô la Mỹ một ounce. Trong thời gian qua, khủng hoảng niềm tin vào đồng đô la Mỹ đã khiến nhiều ngân hàng trung ương tích cực đa dạng hóa dự trữ, đặc biệt là vàng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới WGC, tổng nhu cầu vàng đang ở mức cao nhất kể từ năm 2010 và dự kiến nhu cầu sẽ tiếp tục tăng vào năm 2024. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương sẽ vẫn mạnh mẽ nhờ vào việc đa dạng hóa dự trữ của các nền kinh tế mới nổi và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Báo cáo của Goldman Sachs chỉ rõ, một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy giá vàng, theo các chuyên gia của Goldman Sachs, là nhu cầu bán lẻ. Hiệu ứng giàu có do thu nhập tăng ở các thị trường mới nổi đang thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng vàng, đặc biệt là đồ trang sức. Nhóm người tiêu dùng giàu có ở Ấn Độ đang tăng trưởng sẽ thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ trang sức, báo cáo của Goldman Sachs viết. Không những vậy, tiêu thụ vàng cũng được hỗ trợ do thiếu các kênh đầu tư thay thế ở một số quốc gia có thay đổi lớn về chính sách như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc trong vài năm tới. Tại Trung Quốc, vàng là một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất trong năm 2023 trước nhu cầu tìm kênh đầu tư trú ẩn an toàn. Khoảng 40% người tham gia khảo sát tại Hội nghị Vĩ mô Toàn cầu Goldman Sachs ở Hồng Kông cũng cho rằng vàng sẽ lên 2.200 đô la Mỹ một ounce vào cuối năm nay. Theo báo cáo, giá vàng sẽ dao động trong ngắn hạn, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Các quan chức Fed vẫn nhấn mạnh rằng còn quá sớm để cắt giảm lãi suất và sẽ không cắt giảm lãi suất quá nhanh khi chưa chắc đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát. Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự đoán sự suy thoái của thị trường bất động sản và những lo ngại của nhà đầu tư về thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu bán lẻ vàng tại nước này tăng mạnh trong năm tới. Kim loại quý này thường kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư khi lãi suất đô la Mỹ neo cao.
Tuy nhiên, rủi ro giảm giá với kim loại quý này cũng sẽ hạn chế nhờ một số yếu tố chính. Căng thẳng địa chính trị khiến các ngân hàng trung ương tăng nắm giữ vàng. Hoạt động mua vàng đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ đã giúp bù đắp dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ giao dịch trao đổi vàng. Ngân hàng đẩy giá vàng lên cao hơn hay đang cứu giá vàng? Các ngân hàng trung ương đã mua trung bình 1.060 tấn từ năm 2022 đến năm 2023, tăng mạnh so với 509 tấn được mua từ năm 2016 đến năm 2019. Trung Quốc tăng tỷ lệ dự trữ ngoại hối bằng vàng và giảm tỷ lệ nắm giữ đô la Mỹ. Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có lượng vàng dự trữ trong dân rất lớn, đó là do tập quán thói quen. Cùng với đó là nền kinh tế vĩ mô của chúng ta chưa thực sự ổn định, nên tâm lý của người dân tìm nơi trú ẩn tốt nhất là vàng, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin. Trong khi đó, nhu cầu để phát triển kinh tế xã hội của nước ta rất lớn, nhưng nguồn lực có hạn, do đó việc huy động vàng trong dân để phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước là thật sự cần thiết. Từ thực tế này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đưa ra đề xuất, Ngân hàng Nhà nước có thể đứng ra phát hành chứng chỉ vàng. Việc sử dụng chứng chỉ vàng có những ưu điểm là an toàn, tiện lợi, không sợ vàng giả, vàng thiếu tuổi, thiếu trọng lượng, không mất phí gia công nhập ra vàng miếng. Đây là giải pháp không mới, bởi ở nhiều nước, người dân không thể mua vàng vật chất mà chỉ mua được chứng chỉ vàng. Do vậy, từ kinh nghiệm của các nước, chúng ta có thể rút ra những bài học trong việc quản lý thị trường vàng là thay vì người dân nắm giữ vàng vật chất, họ sẽ nắm giữ chứng chỉ vàng. Chứng chỉ vàng này do Ngân hàng Nhà nước phát hành, có nhiều loại mệnh giá. Đặc điểm của vàng huy động thông qua phát hành chứng chỉ là người gửi vàng không được phép rút vàng trước hạn thay vì hình thức tiết kiệm như trước đây. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, muốn thực hiện được đề án này phải có những điều kiện bởi việc huy động vàng trong dân rủi ro rất lớn. Thứ nhất là về giá, bởi giá vàng là một ẩn số khó lường trước, khó dự báo một cách chính xác khi vàng trên thế giới luôn biến động. Vì vậy, muốn thực hiện được phương thức huy động này, Ngân hàng Nhà nước cần có những chuyên gia giỏi phân tích và đưa ra dự báo về giá vàng và cần sử dụng các công cụ bảo hiểm rủi ro do biến động của giá vàng thế giới. Trong dài hạn, chính phủ nên xây dựng một thị trường vàng hiện đại để thị trường vàng trong nước liên thông với thị trường vàng thế giới. Một thị trường cho phép vàng trong dân được đưa vào lưu thông trong hệ thống tín dụng thông qua chứng chỉ vàng và sàn vàng quốc gia. Thứ hai, làm thế nào để đảm bảo an toàn lượng tài sản khổng lồ của dân và của nhà nước? Bởi trong quá khứ, việc một số lãnh đạo ngân hàng thương mại bán khống một số vàng lớn để trả lại món nợ khổng lồ cho ngân hàng. Đây là bài học lớn cho cả hệ thống ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý thị trường vàng tương lai. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, đây cũng chỉ là một giải pháp cần được nghiên cứu. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là nhà nước cần phải tạo lập được niềm tin của người dân. Để người dân có thể thực sự tin tưởng và an tâm dùng chứng chỉ vàng thì hẳn còn nhiều việc mà nhà nước phải làm. Có thể nói, cách huy động vàng trong dân hiệu quả nhất là tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, cùng những chính sách khuyến khích người dân bỏ vốn để sản xuất kinh doanh, đầu tư vào cổ phiếu hoặc gửi vàng vào ngân hàng. Thực tế chứng minh, người dân vẫn là nhà đầu tư sản xuất nhất trong các quyết định đầu tư của mình. Trong điều kiện thuận lợi, không cần sự kêu gọi hoặc các biện pháp hành chính của nhà nước, người dân vẫn sẽ sẵn sàng bán vàng ra để đầu tư. Cho nên, chúng ta phải hạn chế được những rủi ro, các chính sách kinh tế phải ổn định, chính sách về tài chính tiền tệ tuân thủ theo quy luật thị trường. Đặc biệt, chúng ta phải kiểm soát được lạm phát và đặc biệt cần lập sàn vàng hoặc sở giao dịch vàng để chống rủi ro. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.